Thái Ngựa Cup 1996 được tổ chức tại Singapore, có sự tham dự của 10 đội tuyển, được chia làm 2 bảng, đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào bán kết. Đội tuyển Việt Nam khi ấy dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đức Cát Hải Vegang, với nhiều danh thủ nổi tiếng một thời như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Quốc Cường, Công Minh hay Hoàng Bửu đã thi đấu cực hay. Đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại và giành vị trí thứ 2 bảng A với 8 điểm. Ở trận bán kết, đội tuyển Việt Nam để thua đội tuyển Thái Lan trong một trận đấu mà chúng ta đã sớm để đối thủ vừa lên dẫn với tỷ số 4-0. Hai bàn thắng ở những phút cuối của Hoàng Bửu và Hồng Sơn không đủ để giúp đội bóng của huấn luyện viên Vegang giành quyền vào chơi trận chung kết. Trong trận tranh huy chương đồng, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay trước Indonesia, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau màn dư đuổi tỷ số nghẹt thở. Những người lập công cho đội tuyển Việt Nam là Huỳnh Quốc Cường, Công Minh và Hoàng Bửu. Còn trong trận chung kết, đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Malaysia với cách biệt tối thiểu nhờ sự tỏa sáng của Kiatisak ngay ở phút thứ 9 của trận đấu.